Dạ con chào chú. Cái thời đó thì ít người biết chữ nhiều, và anh ông đã giúp đỡ rất là nhiều người. Văn bằng viết thư, kỷ lục viết thư. Cho nên thì ông nằm trong cái nhóm nhà văn, đầu tiên những nhà văn. Bên kia thì nghệ sĩ nổi tiếng. Dạ, nghệ sĩ nổi tiếng Vũ Linh. Tuyệt vời. Xuyên hai thế kỷ bao nhiêu cô gái là cũng phải là được diễn là không chứ. Dạ. Cái người chàng trai viết thư rồi cái người mà được vợ là chưa chắc là thành viết thư. Dạ. chính do bác viết thư cũng như là dạ, ông giúp cho nhiều người được gặp nhau thất lạc và những người mà đến với nhau vợ chồng là cũng nhờ ông thành công trong cái cũng nhờ bác ha, nhờ bác bác ngộ đây. Không có bác ngộ thì làm sao thương tay đến người yêu được. Con cũng cảm ơn bác Thiền đã cũng như là tạo điều kiện cho tụi con ghi hình ở đây ở một con năm Vũ Linh, cũng như là đã tặng cũng như là những ngôi mộ như thế này cho những người nổi tiếng, những người có công với nước Việt Nam mình nói vậy. Rất là quý. Còn vợ Diễn Châu cái này là không biết mình đã chuẩn bị dạ chú Hiền ơi, cho con xin phép hỏi là mà Hoa Vi mình nghe nói cũng có một cái thông tin là tức là cũng hỗ trợ 50% kinh phí cho là chú nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đúng không ạ chú? Mấy chị thì qua rồi. Dạ. Thôi mà đúng chắc là nữ. Dạ. Ở chỗ vì có diện mẫu quá đẹp. Dạ. Chỗ cái chỗ mà gia đình cũng như là mong muốn. Dạ. Anh em chú thì rất là nhiều, chúc cho chú nhiều sức khỏe ha. Dạ. Wow, cái xác lập kỷ lục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
Wow, đời khác lắm. Rất là nhiều các chú cán bộ ha cũng xuống trực tiếp chỉ đạo luôn. Dạ chào chú. Bây giờ là đang làm lễ. Thank you.
Rang out.